Bóng đá hôm nay, kết quả bán kết Copa America 2019 Brazil vượt qua Argentina để tiến vào chung kết. Mỹ loại Anh tại bán kết World Cup nữ 2019. Arsenal công bố tân binh đầu tiên. Tottenham phá kỷ lục chuyển nhượng là những tin chính trong bản tin bóng đá mới nhất hôm nay. Kết quả bóng đá Brazil với Argentina, bán kết Copa America 2019, những vũ công Sava đã có màn trình diễn mãn nhãn và Messi lại thêm một lần nữa ôm lật. Trận bán kết Copa America 2019 được những người hâm mộ bóng thế giới cực kỳ mong chờ bởi đây là cuộc đối đầu của hai gã khổng lồ của Nam Mỹ, Brazil và Argentina. Những vũ công Samba có lợi thế được chơi trên sân nhà trong khi vũ điệu tango sở hữu một trong những siêu sao đương đại, Leo Messi. Trận đấu nắm ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha tranh chấp quyết liệt của cả hai bên. Đội tuyển Brazil nắm giữ thế trận tốt hơn nhưng cơ hội đầu tiên thuộc về Argentina. Paredes tung cú sút xa từ khoảng cách ngoài 30m nhưng bóng đi cao hơn khung thành chủ nhà. Phút 19, Alves có pha đi bóng hay và tạo điều kiện để Firmino căng ngang giúp Jesus mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng khiến trận đấu càng trở nên sôi nổi. Sang đến hiệp 2, Messi cùng các đồng đội lại càng nỗ lực hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng trong khi Brazil chủ động chờ phản công. Siêu sao của Argentina có cơ hội tỏa sáng nhưng cú sút của cầu thủ này lại tìm đúng cột dọc khung thành Alisson. Điều này sẽ khiến cổ động viên Argentina tiếc nuối hơn gấp bội bởi phút 71, đội tuyển Brazil nhân đôi cách biệt. Gabriel Jesus đã có pha bứt tốc để đời từ giữa sân và tạo điều kiện quá thuận lợi để Firmino dứt điểm vào lưới trống. Không còn gì để mất, đội tuyển Argentina dồn lên tấn công nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Tite quá tinh quái trong việc kéo dài trận đấu bằng những pha nhảy múa. Chung cuộc, đội tuyển Brazil giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Argentina, qua đó lọt vào chung kết Copa America 2019 trong khi Messi và các đồng đội thêm một lần ôm lật. Mỹ loại Anh tại bán kết World Cup. Rạng sáng nay, trận bán kết World Cup nữ 2019 giữa hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Anh và Mỹ đã diễn ra. Đúng như chờ đợi của người hâm mộ, Anh và Mỹ đã cống hiến một trận đấu đôi công hấp dẫn. Ngay phút thứ 10, Kristen Press đã mở tỷ số cho tuyển Mỹ. Chỉ 9 phút sau đó, Ellen White có bàn thắng thứ 6 tại giải đấu gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Đến phút 31, Alex Morgan ghi tên lên bảng tỷ số, đưa tuyển Mỹ một lần nữa vươn lên dẫn trước. Tuyển Anh tấn công dồn dập hòng kiếm bàn gỡ. Phút 67, Ellen White một lần nữa đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị công nghệ và từ chối vì lỗi việt vị, không ghi được bàn thắng. Tuyển Anh còn nhận cú sốc lớn khi Billy Wright bị truất quyền thi đấu sau khi lĩnh thẻ vàng thứ 2. Cuối trận, cơ hội đến với tuyển Anh khi họ được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, thủ quân Steve Howe từng lại sút hỏng. Chung cuộc, Mỹ bảo toàn được cách biệt 2-1, giành vé vào chơi ở chung kết. Trong khi đó, tuyển Anh của huấn luyện viên Phil Neville lần thứ 3 liên tiếp tại các giải đấu lớn phải chấp nhận dừng bước ở vòng bán kết. Arsenal công bố tân binh đầu tiên. Trang chủ câu lạc bộ Arsenal thông báo đã chiêu mộ thành công tiền đạo Gabriel Martinelli từ câu lạc bộ Ituano của Brazil. Martinelli vừa bước sang tuổi 18 tháng trước, là tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Brazil. Martinelli có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc lệch cánh. Mùa trước, Martinelli ghi 10 bàn thắng sau 34 trận đấu cho Ituano. Phong độ ấn tượng giúp Martinelli trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Brazil chuẩn bị cho Copa America 2019. Để có được chữ ký của Martinelli, Arsenal bỏ ra số tiền khoảng 6 triệu bảng. Trước mắt, Martinelli sẽ tập luyện với đội 1 của Arsenal và cùng đội bóng tham dự chuyến du đấu tại Mỹ hè này. Tottenham chiêu mộ tân binh đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Tottenham thông báo đã chiêu mộ thành công tiền vệ Tanguy Ndombele từ Olympique Lyon bằng bản hợp đồng trị giá 54,5 triệu bảng kèm 9 triệu bảng phụ phí. Với phí chuyển nhượng trên, cầu thủ 22 tuổi người Pháp đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Tottenham, vượt qua kỷ lục cũ của trung vệ Davinson Sanchez 42 triệu bảng năm 2017. Ndombele đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, nhận mức lương 200.000 bảng trên tuần. Vài giờ trước khi Ndombele ra mắt, Tottenham đã công bố tân binh trẻ Jack Black.
Benitez dẫn dắt đội bóng Trung Quốc, nhận lương cao thứ 3 thế giới. Thừa nhận không có được tiếng nói chung về tầm nhìn của câu lạc bộ trong tương lai, Rafa Benitez chia tay Newcastle. Điểm đến mới chiến lược gia Tây Ban Nha lựa chọn là câu lạc bộ Dalian Zifang ở Chinese Super League. Benitez đã có màn ra mắt đội bóng mới. Tại đây, ông nhận khoản thù lao lên tới 12 triệu bảng mỗi năm, trở thành nhà cầm quân hưởng lương cao thứ 3 thế giới. Chỉ kém Pep Guardiola của Man City 16 triệu bảng trên năm và Diego Simeone 20 triệu bảng trên năm. Đề nghị khủng của MU cho Mark Guy bị từ chối thẳng thừng. Theo Sky Sports, MU đã tăng mức giá thầu của Mark Guy lên 70 triệu bảng, cao hơn 5 triệu bảng so với mức mà Man City đưa ra. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ để làm hài lòng Leicester, bày cáo được cho là muốn bán Mark Guy với mức hơn 75 triệu bảng. Đây là mức phí kỷ lục mà Liverpool từng chi ra để mang về Virgil van Dijk từ Southampton vào năm 2017. Mark Guy hiện đang hạnh phúc tại Leicester và không bắt buộc phải rời đi. Hợp đồng của hậu vệ 26 tuổi này vẫn còn rất dài. Vào tháng 9 năm ngoái, anh đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với các nhà vô địch Premier League 2016. Điều này có nghĩa là Leicester nắm thế chủ động trong thương vụ này và có quyền hét giá Man United tới mức mà họ mong muốn. MU đang trong quá trình xây dựng lại đội bóng và rất cần mua người phù hợp với triết lý của tân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Mùa hè này, họ đã mang về Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng và Daniel James từ Swansea với giá 15 triệu bảng. Paris Saint-Germain chi 20 triệu euro tàu tiền vệ từ Sevilla. Theo đó, Paris Saint-Germain phải trả cho Sevilla khoản phí 18 triệu euro để ký hợp đồng 5 năm với Pablo Sarabia. Tiền vệ này sẽ nhận lương 4 triệu euro trên năm tại câu lạc bộ mới. Sự có mặt của cầu thủ sinh năm 1992 hứa hẹn giúp cho huấn luyện viên Thomas Tuchel có thêm nhiều sự lựa chọn cho hàng công. Vị trí quen thuộc của Sarabia là tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, anh có thể chơi được ở hai cánh. Theo báo chí Pháp, anh sẽ thế chỗ Moussa Diaby người chuyển tới Bayer Leverkusen với giá 15 triệu euro. Ở mùa giải trước, anh chàng này ghi 23 bàn và có 17 kiến tạo trong 52 lần ra sân. Nhờ phong độ xuất sắc đó, Sarabia được AS Roma và Paris Saint-Germain theo đuổi. Với tiềm lực tài chính hơn hẳn, Paris Saint-Germain giành chiến thắng và Sarabia trở thành tân binh thứ hai của Paris Saint-Germain trong mùa hè này. Trước đó, Paris Saint-Germain từng chiêu mộ thành công thủ thành Maxim Bunka từ Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Mourinho ra yêu sách nếu trở lại Real. Sau khi chia tay MU, Jose Mourinho đã được liên kết trở lại dẫn dắt Real Madrid trong bối cảnh kiền kiền trắng đang thi đấu nhợt nhạt. Được mối quan tâm này, Mourinho đưa ra điều kiện cho Real. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ chỉ về sân Bernabeu nếu Real mua được trung vệ và tiền đạo cắm tên tuổi trong kỳ chuyển nhượng đông 2019. Ever Banega chuẩn bị tái hợp Emery ở Arsenal. Arsenal chuẩn bị hoàn tất thương vụ trị giá 18 triệu bảng mang tên Ever Banega từ Sevilla. Người đại diện của tiền vệ người Argentina đang có mặt ở London để thương thảo hợp đồng. Banega và huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal từng có thời gian làm việc chung tại Valencia và Sevilla, nơi họ cùng nhau đoạt hai chức vô địch Europa League. Đến với bóng đá Việt Nam, thầy Park và VFF hẹn ngày đàm phán. Huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF cũng ít nhiều chốt xong thời gian đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên từ giờ cho tới khi ngồi lại thì đôi bên cần thực tế và cả thực tế. 1. Thông qua những phát biểu gần đây của huấn luyện viên Park Hang-seo, rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc thực sự muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam sau quãng thời gian rất đầm ấm đã qua. Chia sẻ với truyền thông quê nhà Hàn Quốc, ông Park đã mở đường cho bản hợp đồng mới được ký kết khi khẳng định mức lương chưa phải là điều cần phải nói ở thời điểm hiện tại. Cụ thể hơn, thầy Park nói thẳng rằng, tôi nói với người đại diện là không đặt nặng vấn đề tài chính, điều quan trọng nhất vẫn là thống nhất kế hoạch cho tương lai. Tôi không vội vã với việc gia hạn hợp đồng, nhưng tôi nghĩ mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hai, thực lòng mà nói, nếu khẳng định ông Park không cần tiền thì rất khó tin. Tuy nhiên, như chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay đây không phải vấn đề quan trọng nhất mà mình quan tâm. Rõ ràng thuyền trưởng tuyển Việt Nam đang rất thực tế khi nhìn nhận lại mọi vấn đề về tương lai của mình với mảnh đất mà ông dường như đã coi là quê hương thứ hai. Sau Hàn Quốc, ông Park với sự lọc lõi của mình hẳn hiểu rằng nếu như căng về tiền lương hay những đòi hỏi quá tầm, VFF Park sẽ khó đi đến kết quả tốt. Không những thế, chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rằng lúc này Việt Nam vẫn là nơi tốt nhất để làm nghề. Tại Việt Nam, ông Park đang có cả danh vọng lẫn tiền bạc, chưa kể có sự đảm bảo về tình yêu của người hâm mộ hay sự vững chắc với vấn đề chuyên môn với lứa cầu thủ trẻ và tài năng mà bóng đá Việt Nam có.
3. Ông Park chắc chắn sẽ không già néo đứt dây sau những phát biểu của mình vừa qua. Và đương nhiên người hâm mộ lúc này đang cần VFF chứng tỏ thành ý đối với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Cần chứng tỏ gì? Hãy nghe ông Park nói. Tôi nghĩ rằng tham vọng và tầm nhìn mới là điều quan trọng hơn cả tiền bạc. Đây là vấn đề buộc VFF phải suy nghĩ, cũng như hành động nhằm tiến tới sát hơn một mối duyên mới cùng chiến lược gia người Hàn Quốc. Nói rõ hơn nữa, VFF cần đặt ra cho mình những cái đích xa hơn thay vì quẩn quanh với mục tiêu SEA Games. AFF Cup dù đây vẫn là điều khoản quan trọng ở bản hợp đồng mới với thầy Park, mà xa hơn, hay nôm na tham vọng chắc chắn không gì khác là ASEAN Cup, World Cup. Cái đích xa ấy có thành hiện thực hay không dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có tầm nhìn cần khác biệt hơn từ VFF so với những nhiệm kỳ trước. Có nghĩa phải lên được kế hoạch đường dài với việc tạo ra thế hệ kế cận chất lượng trong vài năm tới, xây dựng hệ thống các giải đấu trẻ lên đến V-League một cách khoa học và bài bản hơn nữa so với hiện tại. VFF cần phải làm tốt hơn so với lúc này, ít nhất tạo cho ông Park những động lực mới để đi đến một bản hợp đồng có tính lịch sử cho bóng đá Việt Nam.